Xin chào các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Hoàng Hiền. Hoàng Hiền lại tiếp tục đang có mặt tại nhà chị gái. Hôm nay trong chương trình mua ngô về để trồng cái chỗ ngô ở đây các bác. Hôm trước thì nó bị mưa gió, nó đổ. Nhiều bác là bảo là sao là không dựng nó lên, nhưng mà chia sẻ các bác là nó đổ gãy, nó đổ ẹp gãy hết. Đấy. Cũng đã là Hoàng Hiền lúc chị gái chị gọi thì là cũng chụp ảnh gửi cho Hoàng Hiền xem là nó bị gãy ẹp đổ hết xuống. Đấy. Nó không phải là nó nghiêng mà nó gãy hẳn cây quá. Nên là không dựng được, nên là mới chặt đi để trồng lần mới. Đấy. Vừa có cây cho bò ăn. Hôm nay chị gái có thông tin mới về cái việc là chăn gà nhà chị đúng không? Thế như nào, chia sẻ các bác nào. Như nào, gà như nào? Trộm nó vào đập bắt. Trộm bắt gà hay gì? Hôm mà bảo mất đấy gì? Mà bảo thiếu gà đấy gì? Bắt cách đấy là bao lâu? 3-4 hôm đúng không? Là mới chết cam ra. Chị gái thì hôm nay chia sẻ, Hoàng Hiền vừa vào đây thì chị có chia sẻ với Hoàng Hiền là cái việc mà bắt gà của nhà chị gái ấy, các bác. Cái hôm mà Hoàng Hiền đếm gà nó còn có 40 con ấy. Thì hôm đấy là cứ nghĩ là chị thịt ăn. Nhưng mà thịt ăn thì cũng có thịt ăn chục con thật. Nhưng mà ngoài cái việc thịt ăn đấy là trộm bắt nữa các bác. Đấy. Hoàng Hiền cũng đã được các bác là gửi ảnh. Đấy. Gửi ảnh cho là đang check lại cam xem rõ là đối tượng nào là bắt gà nhà chị gái này. Đấy. Đúng không? Nên là do là chị này là chị không biết đếm các bác ạ. Đấy. Không biết đếm nên là nó cứ nhảy vào nó bắt, mà nó không bắt liền một lúc, bắt nhiều. Đúng không? Đấy. Mà hôm nay nó bắt khoảng bao nhiêu con? Bắt 20 con. 20 con đúng không? Tối đúng không? Đang check cam xem là ai là người bắt các bác nhé. Đấy. Hôm đấy là cũng thực sự là cũng thương chị này. Đấy. Nên là nhiều bác thì bảo thịt hết từng lấy gà, nên là cũng nói cũng chửi chị này nhiều. Đấy. Nên là hôm nay các bác cũng biết được như vậy, nên các bác xem video thì các bác cũng không trách chị nữa. Đấy. Thực sự rất là khổ do là không có kiến thức, không biết đếm, không biết chăn thôi. Thịt ăn mấy con nhưng mà sợ bị nói là không sợ bị quát nên là không nói. Đấy. Thật ra là do là không có đồ ăn các bác, không có thực phẩm, không có tí đồ ăn nào, toàn cơm rau. Với thằng Thành này nó đói quá, người quát sợ lại mẹ cũng thế, có bệnh tật nên mổ để ăn, nhưng mà gà bé quá. Nhưng mà hai mẹ con nhà chị ăn được là giỏi đấy, gà vừa uống thuốc xong nó bé quá, hiểu không? Nó bé, nó tanh tan cám kia, xong rồi vừa uống thuốc ăn nó hại sức khỏe, hiểu chưa? Hôm nay thông báo với các bác như vậy, các bác theo dõi video các bác nắm bắt được thì các bác cũng không trách chị nữa. Đấy. Đúng là cũng tội thân. Đấy, cũng tội nghiệp thật. Mày chạy đi vệ sinh à? Vâng. Đấy, tao bảo ngay mà. Mày ăn thì ăn nhiều cho lắm vào. Vâng. Thằng này nó riêng chị gái thịt con gà, thằng này là thằng định ăn 3 phần. Vâng. Mẹ nó chỉ ăn được vài miếng thôi, riêng thằng này chán hết. Đấy. Nhiều bác có bảo vì sao nó ăn khỏe, nó không có để ăn nên nó thèm ấy. Đấy, đúng không? Đấy. Có khi cả tuần không được miếng thịt nào nên nó thèm. Đói nó khát đi. Nó chồng đi. Thành nhớ các chú dạy cha chưa? Con vẫn nhớ các chú dạy cha. Chị gái cha một đoạn cho cha. Cha hai hạt thôi. Cha hai hạt, cách sau xa xa một tí ra thì nó tỉa thì nó không bị bung rễ cây khác.
Mua dưa chuột chưa? Nào ta mua đấy, 5.000 dưa chuột. Kìa, này. Trồng chạy dọc vào cái bờ tường này. Cả bên này cả bên kia nữa. Được chưa? Là con ăn ốm rồi. Ở quê này không có đất này. Có đất là rau chứ là ăn thoải mái các bạn. Đừng cậy, đừng chạm vào hoa, cậy nó. Ừ. Cây ổi lớn nhanh. Ổi như cây hồng xiêm. Xoài. Cha hạt cách nhau nào. Đưa nó ra đi, vào nấp đi. Nắn à? Nắn hồng xiêm à? Mềm chưa? Mềm chưa? À. Đừng có ngắt nha, cứ để nó chín ở trên cây luôn đấy, hiểu chưa? Ừ. Lấp à, lấp kín ông chuột nó lại rỉa đấy. Này phải mua bả đánh vào. Ông chuột, chuột nó nhằn hết đấy. Đánh này là gà này phải cấm tuyệt đối, là con nào để con nào thoát ra ngoài nhá. Thoát ra nó rỉa là chết gà luôn đấy. Ở đâu? À. Đừng có nhắm vào cái hạt ngô nhá. Này nó làm thằng thành này thì nó cũng nói chung là sức khỏe nó có. Đấy, nhưng mà đầu óc thì cũng chậm. Không có thông minh. Học thì cực chậm. Theo gen mẹ. Chào nhanh lên. Làm nó nhanh cái tay chân lên. Từ từ nó làm nó cuốc vào chân nó bây giờ. Chuối thấy bé thấy to ăn thế. Chuối thấy bé thôi. Thấy to quá. Quả to đấy nhờ. Ừ, quả này nhà con chăn bón nhiều. Bón nhiều à? Vâng. Bón cái gì? Bón phân gà. Ừ. Quả này các bác có hình dung được là lúc nó chín không? Ôi mõm. Tước đồ cho ăn ngọt lịm. Và hôm nào có một quả chín chín nó ăn ra còn con mấy mẹ con chia con một phần, mẹ con một phần. Chia đôi à? Vâng. Ừ. Ngọt không? Ngọt lắm chú ạ. Ngon không? Ngon. Ừ. Con còn nhớ ai tặng cây ở trồng không? À, vẫn nhớ à? Con vẫn nhớ chứ ạ. Ừ. Cuống chắc nhá, to nhá. Đây, xài lắm, đầy quả. Cành nào như cành nào nhá. Xài rúc rỉu. Thôi để nó tra, nấp đi. Chuyện. Ừ. Đây là quả này. Bà. Đấy. Xài đấy. Để nó tra, nó nấp nấp đi. Cho nó làm nó quen đi. Này thừa là cứ để lại nhá. Lúc nào mà nó mất nó lại dặm. Hai hạt cách xa nhau ra. Được chưa? Mỗi hạt một đầu. Đúng rồi. Thì xoài bắt đầu bật mầm mới lên cao hơn đấy. Quén cái rỗng này lên. Hát nó lên đấy. Học cao lên.
rác rửa nhặt đi chứ để đấy. Bò rất cẩn thận, nó nhẵn là đây là nì nịt nó lên đâu. Mẹ con là chị này phải chỉ đạo từ A đến Z các bác. Đấy. Việc gì làm là phải chỉ đạo làm ngay, cứ để là không biết đường nào mà làm. Không chỉ đạo sát sao mà chỗ này nó còn lâu mới trồng được. Lúc nãy ở đây nhà con mang ra cho gà một rẻ. Mang con gà ăn à? Ừ, có. Đắp kín nó vào. Nó nổi lên trên là chuột nó nhằn một cái, bớ cái thối ngay là nó chén hết. Quén cái đất ở trong rỗng cái bờ tường lên. Đó. Mua 5.000 tiền rau bí. 5.000 tiền dưa chuột. Cắm cho con ăn mùa này nó lên ngay, hiểu chưa? Ăn nó đỡ thèm. Để ăn móng chuồng à? Đâu? Trứng đâu? Đâu? Cầm lên xem nào. Có mấy quả? Một quả à? Cầm đây xem nào. Nói thằng này phải kiểm định ngay nó chuẩn. Làm ngay cái ổ cho đẻ đấy nhá. Mỗi cái việc đấy mà chỉ đạo mãi chưa làm được. Đâu, mang lên nào. Đúng quả này vừa mới đẻ. Vẫn đang đỏ đỏ. Được đấy. À, lại có đồ ăn nha. Thấy không? Vâng có, nhưng mà con như nào? Để cho nó đẻ. Đầy trứng để con nhà và con ăn. Thế mày không cho mẹ ăn à? Quén cái rỗng này lên. Nước nó còn chảy được. Gạt nhẹ thôi, gần mãi sâu đâu. Nhẹ thôi. Tra tiếp đi. Kia, trên kia. Chỗ đấy giấy rồi. Chân mẹ mày kìa. Trên. Đấy. Đây, thế này. Đấy.
coi của cha ra thôi đấy nhá. Kín vào. Rơi giờ. Rồi cạn gạt nó xuống, đặt luôn đấy. Chỗ này này. Cha nó. Rơi ra thấy. Rơi ra. Được rồi. Đây em cuốc bên này trồng luôn này đi. Gà nhốt rồi nên không lo. Trồng hết rồi. Đây. Ngoan đấy. Bỏ nhà cái viên gạch nha. Đèn nó lưới kìa. Ra ngoài đã. Bổ mọi người cho bây giờ. Làm đến hai bổ chia làm đôi, hai luống rồi chưa? Nó rỗng ở giữa không mà nó mưa rồi. Đập nhỏ luôn. Đấy. Từ vào tay chân. Cầm tay thế. Cầm tay bẩn nhá. Cho gà. Bây giờ rửa cái tay đi. Ghê quá. Hết lấy đâu hết lấy đi. Đứng chéo cái này này, xoay chiều dọc đi. Đấy. Không thể làm một luống được, áp áp lên đi, quén lên luôn. Chạy dọc quén dọc lên luôn. Đứng đấy siêu lên, quén lên luôn. Đây, đập nó ra nhỏ luôn. Quén lên luôn. Quén dưới này lên đập lên lên uống luôn. Cao lên. Chỉ đạo từ A đến Z mà không làm được. Nhốt gà kỹ nha, nó ra là rỉa nó hết đấy. Mất công cốc ấy. Cái chỗ ngô mới trồng này nếu mà nó không có mưa là phải dòng vòi ra phun nhá. Tưới nhá. Rõ chưa? Nó mới lên được. Sâu sâu đó. Hành tránh nhanh lắm, vừa chặt vào đầu bây giờ. Cứ bình tĩnh. Nhớ là nó mà khô không có mưa là phải dòng vòi tưới nhá. Vòi mua dài được rồi đấy. Chỉ có tưới nó lên được nước thì giếng khoan nhiều nước.
Rồi trả đi. Hai hạt. Cách xa nhau. Cách xa nhau như nào? Xong quén hết tất cả các cái đường rau củ lên nhá. Đó chưa? Rảnh là tất cả các luống rau củ là phải quén hết. Đắp đất là nó mới lên được lần mới. Bón phân ra. Ngô này là quén gốc lên. Đỡ đổ. Rõ nhiệm vụ chưa? Kiểm tra liên tục đấy. Hành trái nhau cuốc vào đầu. Chỗ này trước trồng lên hết rồi đúng không? Lên rồi. Gà nó ra rỉa phải không? Đấy, ý ông Quốc còn thành kìa. Đấy, nó dọc cái rỉa này này. À, dọc cái dải này. Dọc hết cái... dưa chuột vào. Thành ăn rau chuột không? Hả? À. Thành này hình như cái gì nó thích ăn. Thiếu thốn nữa các bạn, nó không có. Rất là khổ. Sao? Ăn hoa quả là tốt sức khỏe à? Thèm không? Thèm à? Ừ. Cái bộ đốt ở đấy là được rồi. Nốt đến là cái đoạn trội là được rồi. Quén luôn. Đấy, áp lên luôn. Đập nhỏ luôn. Mổ luôn cho nó tra, nó nhanh. Làm luôn. Thành cứ từ đó để mổ hết đã. Ngày xưa là chị cứ bảo là khô cằn, đất khô cằn không trồng được, không tính toán là để trồng được. Cứ để vườn rộng, chả có cái gì. Tan hoang nhà cửa, trồng mấy cây chuối. Giờ một màu xanh phủ bàn ngàn này. Đúng, người ta bảo là một người no thì bằng cả kho người làm. Không no là không tính toán là được. Không làm được cái gì. Ra đi rồi. Chỗ nào tra rồi mình không nhớ à? Nhìn thấy không? Đây này, bắt đầu từ đây này. Đấy. Nhặt lên hai hạt thôi.
Trang đồ khác. Được rồi, để đấy, hai hạt rồi, để cha đi. Chậm quá cái thằng. Dí làm gì? Vứt xuống dưới giống làm gì? Giống đi đâu đất mà trồng. Hiện nay là chị gái vẫn đang gọi bán gà các bác nhé. Các bác nào muốn mua gà các bác có thể liên hệ nhé. Chị sợ bắt trộm, mua chăn sóc mới. Cái gì? Quén nó lên chỗ đấy lên, cao lên. Đấy, nắp lên. Rồi, Hoàng Hiển kết thúc video của mình ở đây nhé. Xin hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Chào các bác. Xin chào các bác.